Thi Thiên 36 Sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó vì nó tự khoe mình rằng tội ác mình sẽ chẳng lộ ra và sẽ không bị ghét. Các lời miệng nó là gian ác và dối gạt. Nó đã thôi ở khôn ngoan và bỏ làm lành. Nó toan ác tại trên giường nó. Nó đứng trên con đường chẳng thiện. Nó cũng không gớm ghét sự dữ. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các tầng trời, sự thành tín Ngài đến tận các mây. Sự công bình Chúa giống như núi Đức Chúa Trời, sự đoán xét Chúa khác nào vực rất sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài bảo tồn loài người và thú vật. Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý biết bao, con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa. Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của chúa vì nguồn sự sống ở nơi chúa trong ánh sáng chúa chúng tôi thấy sự sáng cầu chúa cứ làm ơn cho những người biết chúa và ban sự công bình chúa cho mọi người có lòng ngay thẳng xin chớ để chân kẻ kiêu ngạo theo kịp tôi cũng đừng cho tay kẻ ác xô đuổi tôi xa tại nơi ấy kẻ làm ác sa ngã chúng nó bị xô nhào không thể trỗi dậy được. Chương 8 Sao Lơ vốn ưng thuận về sự ê tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bới dữ tợn, trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Jude và xứ Samari. dầu vậy, có mấy người tin kính, chôn xác ê tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Sao Lơ làm tàn hại hội thánh sấn vào các nhà dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành philip cũng vậy xuống trong thành samari mà giảng về đấng christ tại đó đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. Bây giờ, trong thành đó có một người tên là Simon, làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng, chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhưng đó, chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép dục họ, thảy đều phải khen lạ. Nhưng, khi chúng đã tin Philip là người rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giêsu Christ cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép bắp têm. Chính Simon cũng tin, và khi đã chịu phép bắp têm thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm các sứ đồ vẫn ở tại thành giêrusalem nghe tin sứ samari đã nhận lấy đạo đức chúa trời bèn sai phi e rơ và dân đến đó hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy đức thanh linh vì đức thánh linh chưa dán xuống trên một ai trong bọn đó họ chỉ nhân danh đức chúa giêsu mà chịu phép báp têm thôi phi e rơ và dân bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy đức thánh linh Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng: "Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh." Nhưng phi rơ trả lời rằng: "Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời." Vậy hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện chúa hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác simon trả lời rằng xin chính mình các ông hãy cầu nguyện chúa cho tôi hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó sau khi fierer và giăng đã làm chứng và giảng đạo chúa như thế thì trở về thành jerusalem vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng của người samari Bây giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng, Hãy chờ dậy, đi qua phía nam, trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza. Đường ấy vắng vẻ. Người chờ dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ethiopia, làm quan hầu của Can Đác, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Khi trở về ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Esai, thanh Linh phán cùng Philip rằng, Hãy lại gần và theo kịp xe đó. Philip chạy đến, nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng, Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoàng Quang trả lời rằng, Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thế nào tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe ngồi kề bên. Và chỗ người đọc trong kinh thánh là đoạn này. Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông người chẳng mở miệng trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét người đã bị cất đi còn ai sẽ kể đời của người vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi hoàng quang cất tiếng nói cùng philip rằng tôi xin hỏi ông đấng tiên tri đã nói điều đó về ai có phải nói về chính mình người chăng hay là về người nào khác philip bèn mở miệng bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giêsu cho người. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng, Này, nước đi, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép bắp têm chăng? Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm phép bắp têm cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì thánh linh của Chúa đem Philip đi. Hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Philip thì người ta thấy ở trong thành a -Sốt. Từ đó, người đi đến thành cesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Chương 21 Đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự. Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hebrew, nó sẽ hầu việc cho sáu năm, nhưng qua năm thứ bảy nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Nếu nó vào ở một mình thì sẽ ra một mình, nếu có vợ thì sẽ ra với vợ. Nếu người chủ cưới vợ cho và nếu vợ sinh được con trai hay gái thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ. Nếu kẻ tôi mọi nói rằng tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra được tự do thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tai, nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời nếu ai bán con gái mình làm con đòi, con gái đó không được ra như các đầy tớ kia. Nếu chủ trước đã ưng lấy con đòi làm hầu, rồi sau lại chẳng muốn, thì chủ phải biểu chuộc nàng lại, chứ không có phép gạt rồi đem bán nàng cho kẻ ngoại bang. Nhưng nếu chủ định để cho con trai mình, thì phải xử với nàng theo phép như con gái mình vậy. Nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất, chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặt và tình nghĩa vợ chồng chút nào. Nếu người chủ không làm theo ba điều này, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại. Kẻ nào đánh chết một người sẽ bị xử tử. Nhược bằng, kẻ đó chẳng phải mưu giết, nhưng vì Đức Chúa Trời đã phú người bị giết vào tay kẻ đó, thì ta sẽ lập cho ngươi một chỗ đặng kẻ giết người ẩn thân. Còn nhược bằng kẻ nào dấy lên cùng người lân cận mà lập mưu giết người, thì dẫu rằng nó núp nơi bàn thờ ta, người cũng bắt mà giết đi. Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Kẻ nào bắt người và bán hoặc giữ lại trong tay mình sẽ bị xử tử. Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Khi hai người đánh lộn nhau, người này đánh người kia bằng đá hay là đấm cú không đến đổi phải chết nhưng phải nằm liệt giường. Nếu đứng dậy chống gậy đi ra ngoài được, người đánh đó sẽ được tha tội, nhưng chỉ phải đền tiền thiệt hại trong mấy ngày nghỉ và nuôi cho đến khi lành mạnh. Khi người chủ lấy gậy đánh đầy tớ trai hay gái mình và chết liền theo tay thì chắc phải bị phạt. Song nếu đầy tớ trai hay gái còn sống một hai ngày, người chủ khỏi tội vì nó vốn là tài sản của chủ nếu người ta đánh nhau đụng nhầm một người đàn bà có thai làm cho phải xảo nhưng chẳng bị sự hại chi khác thì kẻ đánh nhầm đó phải bồi thường theo lời chồng người sẽ định và trả tiền trước mặt quan án còn nếu có sự hại chi thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng lấy mắt thường mắt lấy răng thường răng lấy tay thường tay lấy chân thường chân lấy phỏng thường phỏng lấy bầm thường bầm lấy thương thường thương. Nếu ai đánh nhầm con mắt đầy tớ trai hay gái mình làm cho mất đi thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất con mắt. Nếu ai làm rụng một răng của đầy tớ trai hay gái mình thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất một răng. Ví có một con bò bán nhầm một người đàn ông hay đàn bà phải chết đi. Con bò sẽ bị ném đá chết. Người ta không nên ăn thịt nó. Còn người chủ bò sẽ được vô tội. Nhưng ngộ từ trước, con bò có tật hay bán và chủ đã bị mắng vốn mà không cầm giữ. Nếu bò này còn giết một người đàn ông hay đàn bà, thì nó sẽ bị ném đá và chủ sẽ bị xử tử nữa. Nhược bằng người ta định giá cho chủ bò chuột mạng, chủ phải chuột mạng mình y như giá đã định. Nếu bò bán nhầm một đứa con trai hay là con gái, người ta cũng sẽ chiếu theo luật này. Con bò bán nhầm một đứa đầy tớ trai hay gái, chủ bò phải trả ba chục siết lơ bạc cho chủ nó, rồi bò sẽ bị ném đá chết. Nếu ai mở miệng hầm hay là đào hầm mà chẳng đậy lại, và nếu có bò hay là lừa té xuống đó, chủ hầm sẽ bồi thường giá tiền cho chủ của súc vật, nhưng súc vật bị giết đó sẽ về phần mình bằng bò của ai bán nhầm bò của kẻ lân cận mình phải chết đi. Hai người hãy bán bò sống đó, chia tiền và chia luôn con bò chết nữa. Nếu người chủ đã tỏ tường trước rằng bò mình có tật hay bán mà không lo cầm giữ, chủ phải lấy bò thường bò, nhưng bò chết sẽ về phần người. Chương 22 Ví ai bắt trộm bò hay chiên, rồi giết hoặc bán đi, thì phải thường năm con bò cho một con và bốn con chiên cho một con nếu kẻ trộm đang cậy cửa mà bị bắt và đánh chết đi thì kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân song nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi thì bị tội sát nhân kẻ trộm phải bồi thường bằng chẳng có chi thì sẽ bị bán vì tội trộm cắp mình nếu vật mà kẻ trộm đã lấy hoặc bò lừa hay chiên hãy còn thấy sống trong tay thì kẻ trộm phải bồi thường gấp hai ngộ ai làm hư hại trong ruộng hay là vườn nho thả súc vật mình vào ăn trong ruộng người khác thì ai đó phải lấy hoa lợi tốt nhất của ruộng hay là vườn nho mình mà thường bồi nếu lửa nổi đốt bụi gai và cháy lan qua lúa đã bó mùa màng hay là đồng ruộng thì kẻ nổi lửa đó phải bồi thường trọn mọi vật đã bị cháy. Khi ai giao tiền bạc hay đồ vật cho kẻ lân cận mình giữ, rủi bị trộm cắp tại nhà kẻ lân cận đó, nếu tên trộm đã bị bắt được thì nó phải thường gấp hai. Nếu kẻ trộm không bị bắt được, thì chủ nhà cho gửi phải dẫn đến trước mặt Đức Chúa Trời, đặng thề rằng mình chẳng hề đặt tay vào tài vật của kẻ lân cận mình. Trong mọi việc gian lận nào, hoặc về một con bò, một con lừa, một con chiên, áo sống hay là một vật chi bị mất mà có người nói rằng quả thật là đồ đó thì phải đem duyên cớ hai đàn đến trước mặt Đức Chúa Trời. Kẻ nào bị ngài xử phạt phải thường bồi cho kẻ lân cận mình gấp hai. Nhược bằng người nào giao lừa, bò, chiên hoặc súc vật nào khác cho kẻ lân cận mình giữ và bị chết, gãy một giò hay là bị đuổi đi không ai thấy thì hai đàn phải lấy danh Đức Giê-hô-va mà thề, hầu cho biết rằng người giữ súc vật có đặt tay trên tài vật của kẻ lân cận mình chăng. Người chủ con vật phải nhận lời thề, và người kia chẳng bồi thường. Còn nếu con vật bị bắt trộm thì người lãnh giữ phải thường bồi cho chủ nó. Nếu con vật bị thú rừng xé chết, người lãnh giữ phải đem nó ra làm chứng, sẽ không phải bồi thường vật bị xé đó ví ai mượn người lân cận mình một con vật mà nó gãy một giò hoặc bị chết không có mặt chủ thì ai đó phải bồi thường. Nếu chủ có mặt tại đó thì không phải bồi thường. Nếu con vật đã cho mướn thì giá mướn thế cho tiền bồi thường. Nếu kẻ nào hòa dụ và nằm với một người gái đồng trinh chưa hứa giá thì kẻ đó phải nộp tiền xính và cưới nàng làm vợ. Nhược bằng cha nàng quyết từ chối không gả thì kẻ đó phải nộp tiền bằng số tiền sính của người gái đồng trinh. Người chớ để các đồng cốt sống. Kẻ nào nằm cùng một con vật sẽ bị xử tử. Kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt. Người chớ nên bạc đãi khách ngoại bang và cũng chẳng nên hà hiếp họ vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ tại xứ Egypto. Các ngươi chớ ức hiếp một người quá bụa hay là một kẻ mồ côi nào. Nếu ức hiếp họ và họ kêu vang ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ. Cơn nóng giận ta phừng lên, sẽ lấy gươm giết các ngươi, thì vợ các ngươi sẽ trở nên quá bụa và con các ngươi sẽ mồ côi. Trong dân ta, có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay và cũng chẳng nên bắt họ chịu lời. Nếu ngươi cầm áo sống của kẻ lân cận mình làm của tin, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn, vì là đồ chỉ có che thân, là áo sống che đậy da mình. Người lấy chi mà ngủ. Nếu người đến kêu vang ta, tất ta sẽ nghe lời người, vì ta là đấng hay thương xót ngươi chớ nên nói lộng ngôn cùng Đức Chúa Trời và cũng đừng rủa xả vua chúa của dân sự ngươi. Ngươi chớ trễ nải mà dâng cho ta những hoa quả đầu mùa của ngươi chứa trong vựa và rượu ép chảy nơi bàn ép. Ngươi cũng phải dâng cho ta con trai đầu lòng ngươi. Về phần chiên và bò, ngươi cũng hãy làm như vậy. Trong bảy ngày đầu, con đầu lòng ở cùng mẹ nó. Qua ngày thứ tám, ngươi hãy dâng nó cho ta các ngươi sẽ làm người thánh của ta. Chớ nên ăn thịt chi bị thú rừng xé ở ngoài đồng. Hãy luyện cho chó ăn.